Sáng ngày 27 tháng 4, Đảng bộ phường Ngọc Sơn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư thường trực quận ủy tới dự và phát biểu chỉ đạo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng Bộ Phường 3 năm liên tục 2020, 2021, 2022 được quận ủy xếp loại Đảng Bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt Đảng Bộ trong sạch vững mạnh. Chất lượng sinh hoạt của các tri bộ được nâng cao, Đảng Bộ Phường đã kết nạp 21 đảng viên mới, đạt 84% chỉ tiêu đại hội lần thứ 9 đề ra hai tổ chức công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước được thành lập mới hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến thể hiện vai trò trong việc tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất công nghiệp xây dựng và thương mại, dịch vụ hàng năm đạt trên 10%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trung bình 7,6% một năm, thu ngân sách bình quân tăng 14,7% một năm, 100% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, 93% gia đình đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo tính đến hết năm 2012 còn 0,57%, phường hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Tại hội nghị, Đảng bộ phường Ngọc Sơn nhất trí điều chỉnh bổ sung 3 chỉ tiêu trong nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ 9, cụ thể đến năm 2025 Công nghiệp xây dựng chiếm 43,5% trong tỷ trọng cơ cấu kinh tế, thương mại dịch vụ chiếm 56%, hàng năm ít nhất 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong nhiệm kỳ kết nạp từ 40 năm đến 60 đảng viên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thuyết Mai, Phó Bí thư Tường trực Quận ủy, lưu ý Đảng bộ phường Ngọc Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện 5 chỉ tiêu chưa hoàn thành nghị quyết đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chú trọng nắm bắt định hướng tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân kịp thời giải quyết các kiến nghị ngay từ cơ sở quan tâm củng cố tổ chức đảng quản lý và phát triển đảng viên mặt trận tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền quản lý chặt chẽ đất đai đô thị trật tự xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực quan tâm hỗ trợ giảm nghèo bền vững